Trở lại cái kênh Giàu Vlog Channel các bạn. Hôm nay mình đi review các bạn đi các bốn hòn của đảo Phú Bắc nha các bạn. Năm đảo nha các bạn, thị trấn An Thới. Hiện giờ mình có mặt tại bãi ship nha các bạn. Bãi ship nhỏ nha. Giờ mình sẽ đi review cho các bạn coi mấy cái hòn. Hôm nay nó cũng vắng các bạn ơi. Bây giờ khách du lịch cũng hơi vắng, giờ mình đi gia đình cùng đi chơi. Review cho các bạn coi. Rồi, các bạn nha, mình sẽ bạn theo dõi mình nha. Đây nè, đây là gia đình của mình, hòn gia đình của mình các bạn. Nó nhỏ luôn mà, đó. Đi xuống cano các bạn. Vừa nắng vừa chống nắng mà vừa chống virus nữa. Chờ chút xíu đi anh em nó lấy đồ xuống. Rồi mình đi thuê cano này nha các bạn. Cano này sức chứa được mười mấy người đó các bạn, có 16 người đó các bạn. Wow. Hello. Ê, cano này hai máy. 18 chỗ ngồi. Giờ cano xuống bị đi các bạn ơi. Hôm nay là ngày 12 Tết. Âm lịch. Ngày 2 tháng Giêng. Ôi tàu này bự mà qua phà cá. Mình làm ơn mình ngồi cho nó sắp qua đây luôn giùm nhé. Cho nó thăng bằng đi. Đấy, bự con cái đó là vừa đó. Ai nhẹ ký mà ai bên nặng ký bên nhẹ ký chạy kia nó không có đồng qua đây kia qua. Nó nặng cái gì đó chạy. Mà không đi là không an toàn đó được không? Người ta kêu đi đó là ngồi đi. Cái gì cano mình ngồi phải. Mình vô đây đi. Đúng rồi, nó vậy được. Giờ cano chuẩn bị rời bến. Rồi bến ở chỗ này bãi ship nhỏ nha các bạn. Anh Thới cáp treo à. Đây cái máy nó bự đó ha. Cho nó lột cái máy ra lại. Bà Hiếu bà đi nước ngoài về mà vô đi. Rồi máy bay thì đi mới nè, hai máy mới luôn ha. Này có đi à. Máy này đa số máy xe mới có. Không có đâu cần ký. Phải không? Rồi chuẩn bị rồi bến. Chị tư chiếc. Giờ chiếc này mà chứ giờ bến rồi nè, chiếc này tính ra chợ nó nhiều người quá ha. Các bạn. Trước mặt rồi sao là cấp treo nữa. Bè nè. Đó là lồng bè quá trời lồng bè luôn các bạn.
mẹ là mẹ nuôi cá bóp á, nuôi cá bóp với cá chim, cá mú. Đây là cáp treo, cáp treo giờ đứng hình này, giờ này giờ nghỉ chưa. Bây giờ gia đình mình có cái gì nhẹ bay mình lên dịch lại nhé. Dạ, bỏ cái đó xuống đây nhé. Nón đồ đó gì đó, người ta đi chạy tăng tốc độ cao đó. Dịnh thôi, ai đi dịnh nón lại. Dịnh nón lại thôi. Để ta đi cho lẹ, ta đi được cho nhiều nhiều chỗ chứ chạy đâu phải đi câu cá đâu mà. Ôi, Suka nặng quá, nó bay được đâu. Điều chưa?
bạn nào đi muốn đi bộ dưới biển thì mới đi chút xíu nữa thì sực giống gáy luôn. Sực giống gáy luôn nè. Đi cái này là đi bộ dưới biển. Cái này là dịch vụ này chứ có Âu Phú Quốc nữa các bạn ơi. Cái này chắc cũng có xác biệt đầu tư vô đây nè. Bây đứng đàng hoàng con, từ từ. Chưa. Chưa đã đứng dưới. Tôi nhớ chưa Bi, chưa Bi. Lên nha, lên. Đi lên. Để như ngay tí đâu mình về lên cái xin. Rồi, mình đang ở khu chỗ chiếc tàu của siêu bọt đó các bạn. Ôi, không chập chập. Đi xuống gì à? Đầu tiên thì nhắc nhìn lên, cái đầu tiên này chuyện tất cả quay điện thoại cho em ra đó phải không? 6 tuổi tham gia được rồi mà. Được. Bé rồi, ok rồi. Nó phải đẹp hơn, xinh đẹp quá. Quan trọng là mẹ mua vé thôi. Đây bố si quạt. Đúng rồi, em đăng ký một người quay mà quay phim nhóm đúng không? Người trong top không bên cạnh được đâu, tại bộ môn này là như biết qua thẻ màu. Người nào đăng ký quay phim. Cái vỏ này không an toàn đâu, cái đầu tư anh nên để trên bờ. Nếu như muốn đem xuống anh vẫn cho phép đem xuống. Nó để được cái điện thoại không? Ở đây độ sâu 5 mét và thời gian mình ở dưới nước là 15 tới đến 20 phút. Cẩn thận nha, ở đây tình trạng hỏng điện thoại nó hơi bị nhiều rồi. 11 mẹ còn hỏng mà. Cái độ sâu của nó sức ép. 11 mẹ còn hỏng thì em cứ nghĩ đi. Quay phim là gì đó không? Đúng rồi, anh có mấy chuyên dụng và thợ chuyên nghiệp họ quay cho mình. Thợ chuyên nghiệp quay riêng và đội chung cho mình. Quay phim. Đây nè, nó quay phim dưới nước nè. Đúng rồi. Ủa gì tâm. Bây giờ chỉ dễ thử nghiệp cho mình dễ thì không quay phim một cạnh bộ. Bên kia. Dạ. Bảo vệ. Gần sao? Ba giấy cho ba cho con đi phải không? Trời chưa đâu, để đi ông giờ đi. Đi đi dạ đi đi ba chứ. Đi rồi về. Sao còn ăn uống tùm lum hết trơn rồi. Chưa qua đó chứ. Đi đi. Chưa mà. Đi đi anh. Đi đi. Ba giấy nha. Lên trời em bé vô bé đi. Cho thể nghiệm lên. Lên đi qua đi. Ảnh này không phải nơi nào có. Vì đây là nơi tái tạo nuôi trồng sâu đồ. Đi nè, đi dưới đá biển ha. Để lại đây coi nè, cái kè đó kìa. Đi cho trải nghiệm. Ờ, đi bộ biển mang chạy xuống rồi có cái nón oxy á, thở mới thở cái oxy vô. Đó, đi vô, đó thì đó, bỏ cái nón, chụp cái nón oxy vô đây không. Trời ơi, có người ta có hộ 50 người, người ta kêu mày lên, dịch cháy tới, đưa hết giờ, người ta đưa mày lên chứ. Có đứa nhỏ có đi kìa. Ừ. Cá cho ăn, cá nó lợi gì đó quay phim cho mình. Giờ đang thắc. Đang thắc mắc. Thì người nào tham gia trò chơi này thay đồ đi. Con trai mình. Giờ đang thắc mắc cái vụ một vé là lấy làm vé. Có lấy làm vé nhiêu? Hả? Vé nhiêu tiền? 450.000. Một vé hả? Ừ. Đúng vậy. Hy sinh kỹ vàng cho ba cho con đi đó. Trời ơi. Ba cho con đi chơi kỹ vàng đó. Chơi kỹ vàng luôn. Đi. Tính bằng vàng, bây giờ tính bằng vàng chứ không tính bằng tiền nữa. Một vé quay phim luôn là 1 triệu 450k. Bây giờ đi trải nghiệm quay clip luôn, quay cho các bạn coi. Mình khoa bút với anh chơi, mình nó chơi cho được. Ừ. Khoa bút nó đi nước ngoài, mình không có nước ngoài, mình đi Phú Quốc. Ủa quay phim, quay mấy, mình quay ơn mà. Dạ. Thôi có thể mình sẽ được bỏ 4 triệu rưỡi 4 triệu 350 ngàn để mình làm clip cho các bạn coi của siêu bọt bộ diễn các bạn. Bây giờ các bạn coi mình nha, màu thấy sợ luôn coi chị coi.
Chúng ta mình giống chim bờ đây nha. Rồi, trong quá trình di chuyển độ sâu thay đổi không gian, thay đổi áp suất thì làm cho ta mình hơi ù tí ha. Giống như mình đi máy bay thôi. Khi nào cảm giác ù tai thì cứ bọt liên tục vậy mình. Cứ bọt. Nút bọt vô. Ù tai lên, nút bọt vô là nó nút bọt liên tục vậy mình nha. Nút cái gì? Nút bọt liên tục. Đấy, hơi à. Nước miếng nước nó bột và tay mình bỏ con hồ một cái thỏi luồn tay trực tiếp vào lên cái này nha. Cái mũ này đặt lên ba lại dưới hồ còn một vùng rộng là một cái luồn tay và thoải mái luồn tay và cái mũ này nước rõ trên luồn vào động luồn tay vào luồn tay vào luồn tay vào ngầm miệng chặt bớt môi chặt nén khí hai con tay giùm em đã là cái cầm bật áo lên thế này lòng ra nó xì ra bạn trai là sử dụng ba đầu nước nhỏ tay á, mình nhớ là khi nào ù tai thì làm như thế, mẹ ra cứ thọc tay vào cái mũ này bóp bụi cho tay ha, còn không rồi việc thứ hai là mình đợi cái mũ này bao, mình có thể nói chuyện này mình chát là mình nghe thôi, không ai nghe hết, giao tiếp với nhau bằng cái lòng tay nha. Khi có dân ai đặt cái gì nào mà cái tốt hay không, có vấn đề không, có ok không thì chắc tốt ok là cái lại mà là ok, còn không có gì ok là tốt nha. Có cảm giác không ổn thì mình lắc tay rồi, okay. Không ổn như nào mình lắc tay chì vào cho đó chẳng ăn nhớ tay còn ù thì lắc tay chì vào tay nhé. Cũng dân ai sẽ bình tĩnh hỗ trợ mình cũng đi lên như này, đây cái gì lên nhé. Rồi mình vui lòng xuống đó đi bộ bình thường, như em không bơi lội, không muốn nhảy gì hết, tránh hợp mất thân bằng nhé. Cái đi bộ bình thường giống như trên bờ thôi mọi người, không cuối tới có luôn chuyên thuyền nước sẽ vào cái mũ này nhé. Dạ, cứ đi bộ bình thường giống như trên bờ thôi. Có cái bao bông này cũng có một vài trường hợp bơi lội như sau, chẳng hạn như là nửa mang thai, huyết áp cao, tim mạch hen suyễn, tiếng cười. Cái bao bông những cái trường hợp này không được tham gia nhé. Rồi gia đình mình đăng ký quay phim thì gia đình muốn quay phim chung riêng hay mỗi người một clip hết à? Chung luôn đi. Mỗi người một clip xong rồi ba người gom lại một clip. Không phải không? Cá lại chưa hả? Con si kìa, con si. Mọi người là có một người hướng dẫn hả? Đúng rồi. Giá xích bên kia con. Mọi người là có một người hướng dẫn gì đó hả em? Buông tay lên, nè tới anh hai nè, cái nào giờ nhìn lên cười cái nè, anh hai nhìn mẹ nè, nặng thấy bà luôn chứ không nặng, bỏ xuống cái chuyện. Anh hai cười cái coi. Vậy cha con mày phải đi, tao cho cha con mày đi, vui rồi, tao cho cha con mày đi, còn nội gì nữa. Chỉ vàng. Ba cho con đi chỉ vàng. Về ngồi giữa chắc mẹ nội luôn. Nó cần rồi. Đó, chú lên kìa, nó chú dẫn xuống nè. Thẳng người ra đằng cho chú dẫn đi. Người kẹ người dẫn người đi vậy. Thank you.
quay về ra quay về qua đó. Mở cái đồ khô chứ mà đã một đại vô vô ta. Đã chậm, đã thôi thì cả luôn rồi. Ôi ôi. Ngồi tao gửi bao nhiêu thì qua cho anh vào nha. Vào vlog channel. Nó cái đầu nó. Cái bà nhỏ này bà đẹp quá. Cái da này dày ra làm lên. Đẹp mà nó lạnh luôn. Ô cá hả? Nó đụng. Quá cho cá luôn. Đâu có gì đâu, bình thường má mới xuống dưới cái bình thường. Cá ăn nó đẹp. Cái ảnh luôn chơi đẹp. Cũng là đáng đồng tiền luôn á.